Hello, welcome back to our lesson. Today's lesson is Unit 7, Looking Back. Let's get started. Trong phần này không có từ mới nên chúng ta sẽ học luôn nhé. 1. Label each sign. Ghi nhãn mỗi biển báo. Biển báo thứ nhất là đèn đỏ. Red light. Tiếp theo là school ahead. Đây là hospital ahead. Cycle lane. No left turn. No cycling. Working pairs. What does each sign tell us to do? Làm việc theo các cặp. Mỗi ký hiệu nói với chúng ta phải làm gì? Ví dụ, a red light sign means you have to stop. Một cái ký hiệu đèn đỏ có nghĩa là bạn phải dừng lại. Tiếp theo là cái ký hiệu trường học phía trước có nghĩa là bạn phải quan sát cẩn thận. Ví dụ là a school ahead sign means you have to look carefully. Tương tự với bệnh viện phía trước cũng vậy. Và a cycle lane sign means you are allowed cycle there. Nghĩa là bạn có nghĩa là bạn được phép đi xe đạp ở đó. A no left turn sign means you mustn't turn left. Có nghĩa là bạn không được rẽ trái. Còn cái này, you mustn't cycle there. Bạn không được đạp xe vào đường đó. Two, fill in each gap with one word to complete the sentences. Điền vào mỗi khoảng trống với một từ để hoàn thành các câu. One, a road is anyone who uses a road, such as a pedestrian, cyclist, or motorist. Một cái gì đó đường bộ là bất cứ người nào mà sử dụng một con đường, như là người đi bộ, người đạp xe, người xe máy. Vậy chỗ này là thiếu từ user, là người tham gia giao thông, người sử dụng đường bộ. Two, does your dad his motorbike carefully? Bố của bạn có lái xe máy cẩn thận không? Đây, động thiếu động từ drive. Bố của bạn có lái xe máy cẩn thận không? Three, is a person traveling in a car, bus, train, but not driving. Một cái gì đó là một người đi trên ô tô, xe buýt, tàu hỏa mà không lái xe thì gọi là hành khách. A passenger. Một hành khách. Người anh em họ của tôi muốn trở thành một phi công. Anh ấy đang học lái máy bay. To fly. 5. We should be careful when the light turns yellow. Chúng ta nên cẩn thận khi cái gì đó đèn chuyển màu vàng. Traffic. Đèn giao thông chuyển màu vàng.
3. Write complete sentences using these skills. Viết các câu hoàn chỉnh sử dụng những gợi ý này. Gợi ý nói về quãng đường đấy. Nó khoảng bao nhiêu, chúng ta chỉ cần thêm chủ ngữ it và động từ to be is. Đó, và thêm cái từ about nghĩa là khoảng, nó khoảng. Và đằng trước này, và chỗ này là từ cái nơi này đến nơi kia thêm from, ở đây thêm to ở đây rồi. Đấy, rất là dễ nhá. It is about over 100 km from my hometown to Ho Chi Minh City. Khoảng hơn 100 km từ thị trấn quê hương của tôi tới thành phố Hồ Chí Minh. It is about 25 kilometers from here to my grandparents' house. Khoảng 25 km từ đây tới nhà của ông bà tôi. It is not very far from our school to the city museum. Từ trường của chúng ta tới bảo tàng thành phố không xa lắm. 4. How far is it? Ở chỗ này là câu hỏi về khoảng cách, thì chủ ngữ là động là it và động từ to be là is, đứng trước chủ ngữ. How far is it from, thêm from ở đây nữa. How far is it from your house to the gym? 5. It is a long distance from Hanoi to Bản Chốc Waterfall. À, đây là câu hỏi thì it thêm vào đây. Is it a long distance from Hanoi to Bản Chốc Waterfall? Từ Hà Nội đến thác Bản Chốc là một khoảng cách dài phải không? Đó, chỗ này sẽ y vào đây. Chỗ này không cần nữa. Four. Choose A, B or C to complete the sentences. Chọn A, B, C để hoàn thành các câu. 1. You should, would, shouldn't put the rubbish in the waste bins over there. Bạn nên, hay là có thể, hay là không nên để rác vào các thùng rác đằng kia. Nên, should. You would, must, could be over 18 to ride the motorbike. Bạn phải hơn 18 tuổi. You must be. Bạn phải hơn 18 tuổi mới được lái xe máy. Bạn phải hơn 18 tuổi để lái một xe máy. 3. Children mightn't, wouldn't, shouldn't. Mightn't là có thể không, wouldn't là sẽ không, shouldn't là nên, không nên. Children ride by too fast, shouldn't. Chị em không nên lái xe quá nhanh, đi xe đạp quá nhanh. 4. I am a bit lost. Could, should, might you help me, please? Tôi hơi bị lạc. Bạn có thể. Could you help me? Bạn có thể giúp tôi không? 5. You couldn't, wouldn't, shouldn't eat so many cookies. Too much sugar is bad for you. Bạn không nên ăn quá nhiều cookie. Quá nhiều đường không tốt cho bạn. 6. This is a big park. You run or cycle here. Đây là một cái công viên lớn. Bạn có thể chạy hoặc đạp xe ở đây. Vậy thôi, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc em học tốt. Và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye!